Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn lô bông trang cẩm thạch. Hàng mới vừa về luôn các bạn ơi. Cây rất là đẹp. Chuyến này mình sẽ cho các bạn xem cây bông trang đã trổ hoa. Đây, đó chính là cây này đã ra hoa. Cây này khá là cao, khoảng hơn 2 gang tay. Các bạn xem kỹ hoa của trang cẩm thạch. Cây cánh ở giữa thì màu đỏ, hay còn gọi, nhiều khi một số người nhìn nó ra màu hồng cánh sen, màu tím sen đó. Cái cánh ở giữa nó đậm, còn xung quanh cái cánh hoa thì nó lon lon màu trắng xung quanh này các bạn. Còn nụ của hoa thì các bạn xem nè, nhìn nó ngà ngà tím đúng không, cho nên người ta hay gọi tím sen. Bởi vì cái lá của trang cẩm thạch á, mình nhìn á thì nó cũng có liên quan tới cái bông. Cái lá ở rìa ngoài cái lá thì nó lon lon màu trắng, xung quanh ở trong nó thì màu xanh. Khi cái đọt, cái lá đọt non ra thì màu xanh nhạt. Khi mà lá già rồi thì màu xanh đậm. Còn phía bên đây là mấy cây nhỏ hơn. Mấy cây nhỏ hơn này thì chưa ra hoa nha các bạn. Ui, có một cái bông rụng, cái nụ hoa rụng. Có con gì đậu ở đây nè mấy bạn. Con ong. Ong. Ồ, chú ong này. Không phải, chú nhện. Nhện vàng. Wow, nhện vàng luôn á. Cái mình của nó màu vàng vàng. Đó. Đây nè. Chín 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 chín. Chín 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 chín. Đâu tiêu rồi. Chọc người ta chi, người ta chạy xuống dưới rồi. Bây giờ mình sẽ cầm chi tiết lên từng cây cho các bạn xem để lựa chọn. Đây, mình sẽ cầm lên cho các bạn xem. Cây này người ta trồng xuống cái thân, một thân để tạo dáng một cốt đó. Mình đo xem một gang tay nha các bạn. Cái này là cây giống, cây con cho nên còn nhỏ. Cái thứ hai, cái thứ hai thì cao hơn một chút. Cái thứ hai này thì cao hơn một chút. Tiếp theo cây thứ ba,
ngày thứ ba có một tượng. Các bạn xem có mấy tượng nha. Một tượng, hai tượng, ba, bốn, bốn tượng xung quanh. Buổi sáng nghe tiếng chim ríu rít làm nhạc nền cũng vui tai nha các bạn. Rồi tới cây thứ tư. Cây thứ tư thì có hai tược thôi, nhìn dáng cũng thân một cốt, dáng một thân. Có một số khách thì người ta yêu cầu là có nhiều tược nhiều tán á, mấy bạn đặng về người ta dưỡng cho lớn một thời gian người ta sẽ chiết ra nhân giống. Cây thứ năm, cây thứ năm, cái cây này thì hơi bé một tí, thấp hơn bốn cây trước. Cây thứ năm này thì thấp hơn một gang tay một chút xíu, nhưng mà nó cũng được một hai ba bốn tược, bốn cái tược cái tán. Rồi tới cây thứ sáu. Cây thứ sáu thì cái này hai tược. Cao hơn một gang tay. Hai tược. Rồi tới cây thứ bảy. Cây thứ bảy này cũng được ba tược nha các bạn. Cây thứ tám. Cây thứ tám này cái dáng nó như cái nạn thun của mấy em nhỏ mà bắn chim rồi đó các bạn. Đó. Chữ V, dáng chữ V chứ. Được hai tược. Cũng còn thấp. Cây thứ 7 xong rồi tới cây thứ 8. Cây thứ 8 thì có một cốt thẳng lên thôi nha các bạn. Cây thứ 9. Cây thứ 9 cũng một cốt thẳng lên, cũng khoảng hơn một gang tay của mình. Cây thứ 10 này thì được 3 tược. Cây thứ 10 3 tược. 11. 11 này được 3 tược luôn. Cây cũng cao hơn một gang tay. Từ cái mặt chậu đo lên. Rồi. Cây 11. Cái này nhìn khá là đẹp. 12. 12 cũng được hai tược ở đây. 1 2 1 cốt. 13. 13 nhánh này nhiều tược nè các bạn. Cũng được hơn một gang tay. 14. Cái này được 3 tược nha các bạn. 16 cao hơn một tí, hơn một gang tay. 15. Đó, cây này cũng được hơn một gang tay. Hơn một gang tay. Và có một nhánh. Ồ, có một cái bông của mấy cây kia rớt xuống. Đấy. Dễ thương quá à, màu vàng. Đó.
lô hàng của mình 15 cây. Và thêm một cây, đây là cây 16. Cây 16 này thì đặc biệt hơn là bạn ấy to hơn, lớn hơn, cao hơn, và đặc biệt là đang có bông, cho nên giá là ưu đãi đặc biệt hơn. Xoay một vòng cái cây có bông. Rồi, mình quay sơ lược cho các bạn xem để tham khảo. Vừa rồi các bạn vừa xem tổng thể cái lô bông trang cẩm thạch và chi tiết từng cây. Thì bây giờ bạn nào mua thì hãy comment bên dưới giúp mình số điện thoại, thì mình sẽ liên hệ lại, hoặc các bạn add số Zalo, số điện thoại Zalo mình để trên tiêu đề và trên video, các bạn add vào và gửi cho mình một tin nhắn trên Zalo để mình liên hệ lại. Cách nhanh nhất là các bạn gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại để trên tiêu đề để đặt mua bông. Mình chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Thế Giới Lan Rừng của mình. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân, và luôn luôn nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình và xã hội. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo và tiếp theo của mình. Bye bye!